Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Không hiểu tại sao luôn, trứng rồng Ace rất là khó tìm luôn á. Mình và rồng X đã đi được rất là lâu rồi, nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa tìm thấy bất kỳ cái tổ rồng Ace nào hết. Sukana thiệt sự luôn ấy. Không biết bữa nay có tìm được hay không đây. Bữa nay phải cố gắng tìm được mới được. Để mình mang về và mình kết hợp với rồng S của mình nè, để tạo ra một em rồng lai giữa hai em á. Trời ơi, như vậy thì sẽ rất là tuyệt vời đó. Ồ, phía bên này mình thấy có một con tàu cướp biển nè. Wow, vô nha. Được ấy, đáp vô. Kiếm thêm. Biết đâu mình lại có thêm một ít cái sách phép thuật thì sao. Không có sách. Vô căn phòng này đi. Ui, cái phòng này nó bị... Ơ à, kìa. Ui, cái thuyền cướp biển này nó bị lủng rồi. Ao, nó còn bị cà giật nữa. Kìa vậy. Để mình đi đường dưới coi. Mình chích điện phát mấy con này lăn đùng ra chết hết rồi. Ồ, dưới này nó có hai cái rương. Sát Homing Spark cũng như là hết rồi. Nó có chút xíu đồ à. Tưởng đâu có sách mới. Hôm qua vô đây lượm được vài cuốn sách mới, thích ghê luôn. Bữa nay tính thử vận may lại, nhưng mà có vẻ không hên như hôm qua rồi. Thôi, nếu vậy thì đành phải cởi rồng và đi tiếp thôi. Lại tới biển á ta. Rồng, cái tổ rồng Ace á, thì nó cũng hên xui lắm. Nhiều khi ngoài biển nó lại xuất hiện ấy, nên cũng không bỏ qua cơ hội này ha. Cứ đi thôi. Hy vọng may mắn sẽ đến với chúng ta. Tổ rồng A thì chưa thấy, nhưng mà mình thấy ở đây nó có cái tổ của con cua nè. Thôi thì gặp thì xúc thôi. Gặp là xúc. Rồi, kêu rồng S xử con cua này luôn. Này thì cua nè. Bữa nay ăn thịt cua luôn. Có thêm một cái Water Essence á. Cảm giác như là hôm nay giống như mình không có thêm trứng rồng nữa, giống như hôm qua rồi. Đi lâu lắm rồi đây mà chưa thấy tung tích một cái tổ rồng hay là một cái công trình gì lạ luôn á. Nhưng mà ít ra còn gặp được một cái chỗ Imbuman Onta ha. Ê, lại có rồng nữa. Thôi, đã xui rồi mà quýnh nhau với mấy con rồng đó lớn ngớ, lại hại thêm mấy em rồng của mình. Tốt nhất là vô đây kiếm đồ ha. Ôi, một quyển sách master, một quyển event với một quyển apprentice. Ui, ôi, nhưng mà cái phép gì ngộ vậy? Summon pot. À, là cái phép tạo ra cái thuyền. Trời ơi, thiệt cái tình. Phép thuật này xịn ghê luôn, tạo ra đúng cái thuyền à. Mèn đét ơi. Một quyển sách cổ xưa luôn nè. Và một quyển sách master tiếp theo. Đúng là mất cái này thì được cái kia. Tuy không hên trong việc tìm trứng rồng, nhưng mà ít ra mình cũng có thêm sách phép mới mang về một xíu học rồi. Và đằng xa xa mình thấy còn có rồng Screaming Dead kìa. Rồng tử thần. Ui, ăn thịt con zombie ơi. Trời ơi, zombie mà làm ăn thịt một cái một vậy luôn á. Ui, thôi, né ra. Lớn ngớ trong 3 ngày nó lụm luôn em rồng của mình thì mệt á. Rồi, gặp được tổ rồng rồi. Nhưng mà đây là tổ rồng Storm Falcon, chứ không phải là rồng Ace. Xui vậy cà. Ước gì đó là tổ rồng Ace á. Ủa, ê, đằng này mình thấy có rồng Ace nè. Ui, trời, bay lạng lách đánh võng xong lũi vô vô cái đợt cây rồi ngủ luôn à. Ảo thật đấy. Rồi coi gần đây có tổ rồng Ice không. Không có tổ rồng Ice. Ủa, dưới này là rồng gì mà nhìn lạ vậy? Màu xám xám. Chưa, từ từ, ở đây có nhiều quái quá. Ripper là tùm lum không à. Để mình dọn dẹp bớt ra. Quá trời quái luôn. Ủa, đây là rồng gì á? Blaze Falcon, nhưng mà đây là màu hiếm nha. Đây là màu xám. Ui, Blaze Falcon màu hiếm.
Ủa cái gì đây? Qua đây, qua đây rồng. Ui sao, ôi sao rồng cầu vồng lại tấn công rồng của mình ta. Trời đất ơi. Nè né ra đi, mày còn quay chặt không kiếp này. Né ra chỗ khác nha. Con nhện này nữa. Còn nhện không kiếp. Pháp sư gian ác nè. Pháp sư gian ác. Ồ thì ra đó là rồng Blaze Falcon nha, nhưng mà màu hiếm. Mình cứ tưởng là một giống loài rồng mới không à. Nhìn rất là lạ luôn. Một quyển sách quay khách. Sách dọn cỏ thôi. Bỏ qua đi. Giờ thì đi tiếp thôi. Gì đâu mà nhiều tổ rồng cầu vồng thế nhờ. Đằng kia một cái, đằng này một cái, nên là hai cái tổ rồng cầu vồng kế bên luôn. Phải chi mà tổ rồng A nó nhiều như vậy thì đỡ biết mấy nhờ. Chứ này còn có ngôi làng nữa. Ôi sao mà khoan, ngôi làng hơi bất ổn nha. Ngôi làng nhưng mà xung quanh đó là những cái chỗ của mấy tên vua cướp dân làng á. Vì sao sống nổi. Trời ơi mấy bác này. Ui 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 sao mình bị cháy vậy. Ủa cái gì đó? Ê rồng 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 rồng. Rồng ơi. Trời ơi sao em. Thiệt luôn á, rồng mình đi. Đi nướng mấy con gà gốc cuộc nướng chết mấy dân làng luôn rồi. Em ơi là em. Hồi nãy có con gà hay con gì ở đây nè. Đó đó đó. Rồng Storm Cutter mình nướng nó gốc cuộc nướng trúng mấy dân làng luôn ạ. Bác đó cũng tới số lắm luôn rồi. Làng này còn dân làng không? Hết dân làng luôn. Xong hết dân làng thì thôi, mình sẽ thay họ. Giữ khối vàng này ha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Thiệt tình, chuyện xui gửi tôi không muốn đâu mấy bác dân làng ơi. Thôi chùa lẹ chùa lẹ. Tuy không có được trứng rồng A trong chuyến đi này, nhưng mà ít ra mình cũng có được một vài quyển sách phép để mang về học ha. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành cho vô cây gậy học phép thuật của mình, để mình bắt đầu học những phép này coi. Không biết là những phép này có phép nào kiểu như là búp sức mạnh không. Hôm rồi mình thấy có khá ít phép búp sức mạnh cho mình á. Hy vọng là sẽ có một phép búp sức mạnh cho mình trong ngày hôm nay để hỗ trợ trong việc tấn công của mình. Rồi giờ thì test thôi. Ồ Ờ cái này cũng búp sức mạnh thiệt nè. Sức mạnh đồng đội. Mình sẽ tạo ra một cái con pháp sư skeleton á. Trời ơi, thường thường con xương là bắn cung đúng không, hoặc là cầm kiếm. Con xương này là dùng phép thuật á, tại vì mình thấy nó đội nón phép thuật nè. Đồng đội mình á ngang. Cũng ghê phết đấy. Ồ hồi như mỗi con nó sẽ có những cái phép thuật riêng nè. Cái này là hệ trái đất, cái này là hệ ma pháp sư nè. Ồ cái này là hệ bóng tối. Ồ vậy là những con này nó sẽ có những cái hệ khác nhau luôn nha. Wow, xịn sò con bò vậy. Nè cái này là hệ hồi phục nè. Ui hay 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 á. Rồi rồi, một phép hỗ trợ mình rồi. Ồ rồi luôn rồi. Mình lỡ test phép thứ hai và nó gián tiếp làm hại những người đồng đội của mình rồi. Phép thứ hai có tên là bão lửa. Mình sẽ tạo ra một cái bão lửa xung quanh cơ thể mình ha. Đây là phép master luôn. Ui mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà nó có thể làm nguy hiểm đến mình nè, cũng như là đồng đội nha, nếu mà trong phạm vi của nó. Oh no, vậy là cũng phải thận trọng mới được. Đây đây, qua đây có zombie các thứ, mình sẽ test thử coi bão lửa nó mạnh như thế nào ha. Đó, ui chưa gì bị nổ rồi. Test lại bão lửa ấy. Nhưng mà những con mà nó có hiệu ứng kháng lửa thì nó sẽ miễn nhiễm luôn với phép này ấy, nên thành tự ra mình quánh giá nó cũng khá là dễ bị khắc chế đấy. Rồi để coi đệ tử của mình, ủa đồng đội mình tấn công mạnh hay không. Đồng đội mình tấn công cũng tương đối ấy. Ui được cơ đấy, cũng rất gì và này nổi chứ. Tấn công đi. Cái này là hệ trái đất và đang sử dụng phép tên là phóng phi tiêu thì phải. Tiếp tục đấy, vẫn là. Uầy, lần này hình như là dùng phép phọt arrow nè.
giống giống lắm á. Đây mình sẽ thử coi có tấn công không. Vậy là những cái người đồng đội của mình chỉ có thể tấn công những con quái thôi ha, chứ những cái con vật hiền lành như là bò cù là sẽ không tấn công. Uầy, chắc như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì tới rồng của mình đâu. Hợp lý đó. Rồi tiếp tục test nào. Ui cái gì đây? Au. Ủa? Ủa là sao? Ủa cái này là của mình triệu hồi ra đúng không vậy? Bình tĩnh lại. Ủa đúng không nhờ? Ồ đây đây mới là của mình triệu hồi nè. Ui phép master tiếp theo có tên là triệu hồi người khổng lồ băng. Đâu rồi? Đây, mình sẽ tạo ra một người khổng lồ băng để kiểu như là bảo vệ mình á. Wow, 100 máu nha. Quá dữ luôn, nhìn rất là đẹp nữa. Xịn xịn xịn. Rồi còn một phép cuối cùng. Ủa, phép này dùng để làm gì? Ui, tan biến rồi. Như vậy người khổng lồ băng sẽ tồn tại đâu cỡ một phút ấy. Mình đoán đoán vậy. Một phép cuối cùng này dùng để làm gì ta? Không được luôn. Chết rồi, phép cuối cùng mình test không được rồi. Chưa chưa, để mình sẽ kêu những người đồng đội mình ra tiêu diệt con rồng Red Dead này. Trời ơi, bắn tim mình kìa. Đồng đội, úi giời, lụm tim, bắn tim là lụm tim liền. Lụm tim, úi giời. Thôi đừng có bắn tim nữa, ngại chết đi được. Thích thì nói chứ đừng có bắn tim vậy, ngại chết. Vậy cũng được nữa. Rồi giờ thì mình sẽ về để mình học nốt cái phép còn lại coi. Tại vì hiện tại mình vẫn chưa biết công dụng của nó là gì ấy. Nhỡ đâu đó là một phép thuật cực mạnh thì sao? Quyển sách này là sách cổ nha, nên nó có nhiều sức mạnh bí ẩn lắm. Còn sách phép, học luôn. Đây, phép này có tên là Mana Flare. Đó là sao? Tức là phép này là mình sẽ kiểu như là rút mana hả ta? Đúng không vậy? Mình không biết có phải hay không nữa. Nhưng mà cái phép này á, mình test trên tất cả các con đều không được. Nhưng mà khi mình test lên một vị pháp sư nào đó thì lại được nè. Kiểu mình cảm giác giống như là mình đang rút mana hay là hút sức mạnh gì của người ta vậy đó. Ui mà rút mana cái gì, mình gần hết mana mất tiêu rồi. Oh my god. Mana flare. Chắc là sẽ làm cạn kiệt mana của mình với mục tiêu luôn á. Mình nghĩ vậy ha. Để mình rút một lúc nữa coi. Nè, hình như hết mana rồi nè. Giờ mình thử tấn công rồi. Còn quýnh mình được không? Ui vẫn còn mana. Ok ấy. Mình hết mana rồi sao người. Phép cổ xưa này. Oh no, mình không dùng đúng cách hay sao rồi. Tốn mana quá, tại vì nó tốn tới 100 mana trên một giây lận, nên rất là tốn kém á. Thôi, giờ thì chắc mình về để chuẩn bị cho chuyến khám phá chập 2 thôi. Mình không thể chấp nhận được cái tình trạng mà không có trứng rồng để ấp như vậy lắm. Ngứa nghề lắm, mình thích ấp trứng rồng cực kỳ luôn. Mà không có trứng rồng ấp là bị ngứa ngáy tay chân ấy. Lại gặp chỗ Impurement on ta. có lý. Hút vài quyển Master nữa là đẹp nè. Ui lần này nó cho hẳn tập sự luôn. Gáy sớm ăn gì trời ơi. Hết rồi. Mèn đét ơi. Quê thiệt sự luôn á. Ở đây còn có tổ rồng Shiva nữa nè. Mấy em rồng lâu lâu. Mấy em rồng hiếm đó, lâu lâu mình còn gặp hoài luôn. Mà sao rồng Ace lại không gặp ta. Kỳ vậy ca. Bên này có không? Bên này cũng không luôn. Rồi hiểu số phận luôn. Ok, có ngôi đền kế bên vô. Khám phá ngôi đền đỡ ghiền đi ha. Chưa có tổ gọng để khám phá thì khám phá ngôi đền đỡ đi. Vô. Ok đây. Cái con mơ mét nó ăn thịt rồng mình rồi. Cái gì? Thiệt á? Cái con mơ mét có chút xíu mình ăn thịt rồng mình luôn rồi.
Ồ, Sát Master. Ui. Chưa, từ từ. Đợi mình khám phá xong ngôi đền này cái mình ra mình trả thù cho rồng mình mới được. Thì cái tình á, sách tập sự, sách tập sự tiếp luôn. Rồi mình đã lút xong ngôi đền rồi, còn mơ mét nào dám ăn thịt rồng của mình? Con nào? À, con này mình thấy rồi. Người dám ăn thịt rồng ta hả? Triệu hồi người khổng lồ, xác định người rồi. Chết đi, kêu mấy đệ tử ra nữa. Tấn công tiếp nào, cố lên. Ui, nó mạnh quá. Mình biết tại sao nó giết được gồng mình rồi, nó mạnh như vậy cơ mà. Trời ơi, lâu lâu mới cưỡi lên Night Fury, rốt cuộc tắt điện luôn rồi. No. Ồ, Night Fury chưa đủ thời gian để hồi sinh lại. Thôi, mình qua đây mình khám phá tiếp đi. Thiệt tình luôn á, xui dữ không biết nữa. Nhân phẩm của mình có gài bị làm sao rồi? Ồ, cái này là kim tự tháp. Ồ, ui, nhung nham, nhung nham. Ui, hên quá, căng lửa trước, căng lửa trước. Nguy hiểm thiệt sự. Nó cho mình một quyển sách master. Hôm nay có vẻ là mình khá là hên trong việc tìm sách master ấy. Đánh đổi liền, không hên trong việc tìm rồng thì phải hên trong chuyện tìm sách chứ. Bên đây thì có một quyển sách cấp Advance và một cái Ring of Combustion, Combustion gì đó. Khi mà mình tiêu diệt bằng những phép thuật lửa thì nó sẽ phát nổ hả? Phải không vậy? Để mình lên trên mình test thử coi, có phải là tiêu diệt những con quái bằng phép thuật lửa thì nó có phát ra vụ nổ hay không? Đeo vô thử. Rồi, mình sẽ kiếm một con nào đó mình test thử ha. Ui, mình lại gặp thêm em rồng Blaze Falcon nhưng mà màu hiếm nè. Wow, bữa nay gặp hai lần luôn rồi đó. Đã nha, mình sẽ thử coi coi có con nào để test không ta. Không có con quái nào để mình test hết. Thôi thì mình sẽ... À đây đây, có một con sương nè. À, nó đang núp ở dưới gốc cây. Được. Nhẫn lửa, vòng lửa để mình coi coi. Ring of Fire. Có nổ đâu. Lừa rồi. Những con quái mà tiêu diệt bởi phép thuật lửa sẽ phát nổ nè. Có đâu trời. Điều đúng không? Lừa rồi. Thôi thì đành phải phụ thuộc vào chuyến đi qua thế giới. Ôi không, qua cái dungeon bóng tối này thôi. Chứ mình tìm trứng rồng ai muốn nản luôn á. Mình chưa bao giờ mình cảm giác tìm trứng rồng mà nó nô hớp như vậy luôn. Tìm 3 bữa liên tiếp mà không thấy đâu hết. Hy vọng là nhân phẩm của mình sẽ may mắn hơn khi mà khám phá cái dungeon này ha. Còn giờ thì vô nào. Quầy 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 quầy. Ảnh chờ là một em rồng nhìn rất là đẹp luôn á. Không biết bên đây sẽ cho mình cái gì đây. Cùng mình khám phá nha. Mới vào thì mình sẽ xuất hiện ở một căn phòng khá là ghê ấy. Có chiến binh bóng tối. Từ 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 từ. Có pháp sư mà, đâu rồi phép triệu hồi rồi. Mình có để mà. Kêu để mình ra liền. Kêu người khổng lồ băng liền. Này thì chiến binh bóng tối hả? Xin cái chìa khóa luôn. Vô 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 tiếp không nhờ, vô tiếp không nhờ. Vô tiếp luôn chứ. Ngại gì hả? Ngại gì vết bẩn. Ồ, còn có mấy pháp sư bóng tối nữa. Ồ, vậy là mình phải tiêu diệt những pháp sư bóng tối để mình lấy cái chìa khóa cánh cửa nặng nè. Ok, hiểu luôn. Không đập được lòng spawn. Uầy, vậy thì hơi căng đó nha. Hướng này hết đi được rồi. Qua hướng này đi. Chiến binh bóng tối hả? Ngẫm của tỏi liền. Được hai chìa khóa rồi. Để coi coi mình phải đi hướng nào. Hướng nào mà có cái cánh cửa bị khóa lại á là đúng hướng ấy.
Hướng này chưa có cánh cửa khóa này. Ồ, lại có thêm chứng minh bóng tối nữa. Sao nhiều chứng minh bóng tối vậy? Nhưng mà qua đây hình như nó hơi lát thì phải. Vậy là chưa đúng hướng luôn. Đổi hướng tiếp thôi. Hướng này cũng không phải. Vậy là chắc còn hướng bên này thôi à. Mỗi hướng bên này thôi. Đây. Coi như thế nào. Ui, liên tiếp là những cánh cửa. À, đây rồi, đây rồi. 1 2 3. Còn hai cánh cửa nữa. Tìm thêm hai cái chìa khóa nữa thôi nào. Hai cái chìa khóa nữa. Phòng này không có tên pháp sư nữa hết vậy. Mình cần thêm tới hai chìa khóa lận. Đây, đây rồi, đây rồi. Một cái chìa khóa. Còn cái nữa đâu. Mình farm cái con nhện đó. Mình còn có thể chế tạo ra viên đá bóng tối. Vậy là mới mốt mình có thể nâng cấp Night Fury thành Night Fury bóng tối. Nếu như mình có đủ những cái bộ phận này để chế tạo ra viên đá bóng tối này. Một thông tin mới, một thông tin mới. Thôi, giờ thì tạm gác qua cái thông tin mới đó đi. Giờ quan trọng nhất là mình tìm cái tên pháp sư nè. Mình tìm giáp mình nãy giờ mà chưa thấy tên còn lại núp ở đâu ấy. 2000 years later. À, đây rồi. Núp ở đây, tên cũng kiếp. Tên cũng kiếp. Trời mà chơi núp mắc két. Núp gì mà núp kỹ dữ không biết nữa, người ta tìm mà hết cả người luôn. Rồi, cánh cửa cuối cùng. Và bây giờ còn phải giải mê cung nữa. Oh no, mình ghét mê cung. Mình cực kỳ ghét mê cung luôn á. Thôi xong rồi, chứ này không biết chừng nào mới tìm được cái căn phòng chứa rương đây. Đó 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 đó, bắt đầu lạc rồi đó. Rồi luôn. Sai đường rồi. Sai đường nữa. Rối não thiệt. Ủa, sai hết trơn rồi. Không phải hướng này. Tới nơi đi. Rồi luôn. Cuối cùng thì cũng giải được cái mê cung này rồi. Vô đó muốn xoắn cả não luôn á. Trời đất ơi. Và cuối cái mê cung này sẽ có một cái tên pháp sư canh giữ ha. Rồi, giờ thì kiếm đồ thôi. Vàng nhiều thế. Nhưng mà nó không cho mình lấy vàng về. Kỳ thế. Trời ơi, vàng cái đống mà nó không cho mình lấy vàng về à. Ngồi luôn, công trình không có trứng rồng rồi. Su cái nè vậy. Ui. Giải đố mê cung cho đã, rốt cuộc không có cái trứng rồng nữa hết. Mệt ghê luôn á. Kệ, ít ra mình cũng dư được một cái chìa khóa heavy một xíu tìm. À không, khám phá nó cũng dễ hơn á. Còn giờ thì tìm đường ra thôi. Vô xong rồi phải đi ra nữa nè. Mệt mỏi. Trên đường tìm lối ra thì mình còn thấy một cái cánh cửa nữa. Thì ra nó trong mê cung còn một cái cánh cửa bí mật nữa. Thì ra là nó giấu à. Oh my god. Hiểu vấn đề luôn. Vô từ. Mình sẽ kiểm tra thử. Trong rương nó có một cái Shadow Essence. Vậy là trong cái dungeon này nó không có trứng rồng đâu, mà nó sẽ cho mình cái Shadow Essence này. À, ra là vậy. Trời ơi. Vậy là mình hiểu rồi. Vô công trình này mình chỉ cần kết hợp theo công thức giống như vậy ha. Đúng không ta? Gì thì phải. Đó, công thức y như vậy luôn. Là mình sẽ tạo ra được cái viên đá bóng tối để nâng cấp cho Night Fury đó. Hiểu nha. Vậy là trong công trình này không có trứng rồng đâu. Rồi, giờ thì lấy đồ của mình về thôi. Chiến lợi phẩm này hơi bị xịn nha.
Thôi cũng được, cũng được. À, cái này giống như là cái Nga vàng ấy nha. Ồ, cái này nhìn giống Nga vàng thiệt á. Đẹp, 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 đẹp. Làm tấm hình mới được. Làm tấm hình, làm kỷ niệm. Đấy, ngồi lên Nga vàng trong cái dungeon bóng tối liền. Nhưng mà tiếc thay là trong đây á, mình không có thể lấy đồ về được. Hồi nãy căn phòng kia toàn vàng không à, không có lấy về được, tiếc ghê luôn á. Thôi không sao, có được cái Shadow Essence cũng vui rồi. Giờ thì trở ra thôi. Cạnh cái chỗ Shadow Dungeon thì mình thấy có một cái chỗ chứa rương nữa nè. Để coi coi nhân phẩm của mình hôm nay như thế nào đây. Giờ trước mắt là tiêu diệt mấy thanh niên này trước rồi đó. Từ từ, mấy thanh niên này thì nhanh thôi. Pháp sư xâm xét hả? Phọt Arrow nè. Sao mà đỡ được. Đấy, xong. Và cho mình một cái nhẫn. Cái này có tên là Lesser Ring á. Lesser Ring of Mana. Mình sẽ tiếp thêm cái mana cho cái gậy phép của mình khi mà nó hết mana luôn. Cái này nó chứa được tới 500 mana lận. Uầy, hay. Cái này giống như là một cái để mình chứa thêm mana phụ vậy đó. Và một quyển sách master luôn. Uầy, tuyệt vời ông mặt trời. Đồ nâng cấp top nè, nhận top, nhận top. Mình sẽ thay thế mới được. Hôm nay mình ít dùng phép thuật băng lắm. Mình sẽ đeo vô để thay thế cho cái nhẫn băng này ha. Rồi, xong phiên, xong phiên. Được của nó đấy, được của nó đấy. Ít ra phải thế chứ, không có trứng rồng thì phải cho mình cái gì đó để bù đắp lại mới được. Chứ không thế nào mà xui hoài được ha. Ê, ngoài ra thì nó còn có một cái chỗ Embowment on ta nữa. Đây là chỗ thứ ba mà mình tìm được trong một ngày rồi đó. Mình sẽ kiểm tra trước. Ồ, có sách Updated nè. Sách mới luôn nha. Ngon. Ui, toàn là sách Updated không ạ. Trời đất ơi. Liên khúc sách Updated rồi. Ồ, hết rồi. Kệ. Nhưng mà ít ra nó cũng là sách mới ha. Công nhận, từ khi mà mình nhặt được cái vật phẩm Archivist Eyeglass này, cái mắt kiến này nó sẽ giúp mình tìm được sách trong mấy cái công trình á, tăng tỷ lệ làm là sách mới lắm luôn á. Đã thiệt sự luôn, nhờ cái mắt kiến đó mà mình tìm được quá trời sách mới luôn á. Thích thiệt sự. Và đây là cánh gừng gỗ vân sa mà. Đây là nơi dễ gặp trứng rồng Night Fury nhất luôn á. Nên mình sẽ không bỏ qua được đâu. Ôi. Nhưng mà để mình ghé vô chỗ này. Ui, lại gặp gồng Ice nữa nè. Gặp gồng ấy hoài luôn mà không thấy tổ rồng đâu, cay thiệt. Trêu ngươi vừa vừa thôi chứ. Rồi, đánh nhanh rút gọn nào. Để còn loot đồ nữa. Kết thúc thôi. Một sách nâng cấp. Một cái Ring of the Berserker. Cái này kiểu như là mình càng bị quýnh mất máu nhiều á thì mình sẽ càng mạnh lên á. Uầy, được cái nhờ. Cái này rất thích hợp khi mà mình bị ăn hành á. Ăn hành thì mình sẽ được tăng sức mạnh ha. Cũng hay, cũng hay. Đeo vô thử luôn. Để bữa nào mình giả bộ mình ăn hành coi. Chứ không gài không có con nào nó bán hành được. Cũng hơi buồn ấy. Gáy gáy ngồi á, con gồng nó quýnh cho NCR lúc đó chắc cười xỉu. Chẳng tiện trên đường về thì thôi. Ngang cái ngôi đền Night Fury thì mình sẽ chế tạo ra cái viên đá bóng tối luôn ha. Đây, nguyên vật liệu đã có, giờ thì chế tạo thôi. Ui giời ơi. Vậy là bây giờ mình đã sở hữu tới tận hai viên đá nâng cấp cho Night Fury rồi. Một viên là viên đá nâng cấp thành Night Fury nước, một viên là đá nâng cấp thành Night Fury bóng tối ha. Tiếc thay là mình vẫn chưa có được thêm trứng rồng Night Fury nào hết. Ngoài ra thì cũng không tìm được thêm trứng rồng Ice luôn. Sugana vậy ta. Trời ơi, nhân phẩm mọi khi đâu. Nhân phẩm tìm được nhiều trứng của mình đâu. Trở lại đi. Mình đang rất cần để tìm ra trứng rồng Ice. Ui kìa, lại gặp rồng Ice nữa. Rồng Ice này cấp bao nhiêu vậy? Ồ, cấp 61 à. Bay qua từ hướng nào vậy? Để mình đi theo hả? Bám theo đuôi rồng Ice luôn. Coi rồng Ice bay đi đâu. Để coi coi. Ui, đáp xuống dưới rồi. Trời ơi, đáp xuống dưới đi ngủ à.
hết chạy nhà có tổ không chịu đi về nhà ngủ, người ta dẫn cho về, sẵn đó người ta lấy chứng luôn. Được, hào án, hào án. Và tóm tắt chuyến khám phá ngày hôm nay, tuy là mình vẫn giống như hôm qua là không có thêm trứng rồng mới nào, nhưng mà mình lại có một viên đá nâng cấp, Night Fury bóng tối nha. Cái viên đá này là hơi bị xịn đó. Cái ảnh bìa ở ngoài cái công trình bóng tối á là ảnh bìa của Night Fury bóng tối đó, rất là ngầu và đẹp luôn. Hy vọng là mình sẽ sớm sở hữu cái dạng Night Fury bóng tối đó trong thời gian sớm nhất để chúng ta còn dẫn đi khám phá nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi tiếp theo, và mong rằng mình sẽ sớm có được trứng rồng nha, chứ đừng như vậy hoài thì buồn lắm. Rồi, công gia thi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.